bạn có thể nhận thấy tai của mình có cảm giác dính hoặc sáp hơn. Điều này có phổ biến không? Và điều gì sẽ xảy ra với tai của chúng ta khi chúng ta đeo tai nghe? Mặc dù tai nghe không dây khá mới trên thị trường, có rất nhiều nghiên cứu điều tra việc sử dụng lâu dài của máy trợ thính trong nhiều trường hợp có cơ chế hoạt động tương tự. Từ nghiên cứu này, có vẻ như việc sử dụng thiết bị trong tai trong thời gian dài có thể gây ra các vấn đề về ráy tai. Ráy tai có tác dụng gì? Việc sản xuất ráy tai còn được gọi là cerumen là một quá trình bình thường ở người và nhiều loài động vật có vú khác. Luôn luôn có một lớp sáp mỏng phủ gần lỗ tai. Sáp này là một chất kết không thấm nước và bảo vệ. Điều này có tác dụng làm ẩm da của ống tai ngoài và hoạt động như một cơ chế bảo vệ để ngăn ngừa nhiễm trùng, tạo rào cản cho côn trùng, vi khuẩn và nước. Ráy tai ướt có màu nâu và dính, trong khi loại khô có màu trắng hơn. Trên thực tế, ráy tai là một rào cản tuyệt vời như vậy. Vào những năm 1800 đã có báo cáo về việc nó được sử dụng như một loại dầu dưỡng hiệu quả cho đôi môi nứt nẻ. Ráy tai là một chất tự nhiên được tạo ra ở phần bên ngoài của ống tai. Nó được tạo ra bởi sự bài tiết của tuyến dầu và tuyến mồ hôi do nang lông tiết ra, sau đó sẽ bẫy bụi, vi khuẩn, nấm, sợi lông và tế bào da chết để tạo thành sáp. Ống tai ngoài có thể được coi như một hệ thống thang cuốn, với phần ráy tai luôn hướng ra bên ngoài, giúp tai không bị chứa đầy tế bào da chết. Sự di chuyển của ráy tai này cũng được hỗ trợ bởi chuyển động hàm tự nhiên. Một khi ráy tai đến cuối tai, nó sẽ rơi ra ngoài. Tai nghe có thể ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống này? Tai có thể tự làm sạch và thực hiện tốt nhất chức năng của nó mà không bị gián đoạn. Tuy nhiên, bất cứ thứ gì ngăn cản sự tiến triển bình thường của ráy tai di chuyển ra bên ngoài đều có thể gây ra vấn đề. Việc sử dụng bình thường các thiết bị trong tai thường không gây ra sự cố. Nhưng việc sử dụng tai nghe trong thời gian dài, chẳng hạn như nếu bạn để tai nghe cả ngày, có thể nén ráy tai, làm cho nó ít chất lỏng hơn và cơ thể khó tống ra ngoài một cách tự nhiên, thu gọn ráy tai đến mức độ gây viêm cho cơ thể. Điều này dẫn đến các tế bào bạch cầu di chuyển đến khu vực này, làm tăng số lượng tế bào trong khu vực tắc nghẽn, tác động đến luồng không khí và ngăn ráy tai ướt khô đi. Khi ráy tai vẫn dính trong thời gian dài, nó sẽ tạo ra sự tích tụ bẫy mồ hôi và độ ẩm trong tai, làm cho chúng dễ bị vi khuẩn và nấm nhiễm trùng, tạo ra một rào cản đối với sự tống xuất tự nhiên của ráy tai. Cuối cùng sẽ kích thích các tuyến bài tiết và tăng sản xuất ráy tai, giảm hygiene tổng thể của tai. Nếu miếng đệm tai nghe không được làm sạch đúng cách hoặc bị nhiễm vi khuẩn hoặc các tác nhân lây nhiễm làm hỏng thính giác của bạn nếu âm lượng được đặt quá cao. Nếu chất này tích tụ ráy tai quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về thính giác cùng với các triệu chứng khác như đau, chóng mặt, ù tai, ngứa và chóng mặt. Nếu bạn cần nghe trong thời gian dài, sử dụng tai nghe over-ear có thể hữu ích một chút. Chúng cung cấp một lượng nhỏ luồng không khí bổ sung so với tai nghe nhét trong tai và tai nghe nhét tai. Tuy nhiên, điều này không tốt bằng việc để tai tiếp xúc với không khí bên ngoài, ráy tai tích tụ vẫn có thể xảy ra. Vì chúng nằm bên ngoài ống tai, tai nghe quá tai cũng ít có khả năng gây ra bất kỳ sự nén chặt ráy tai nào hoặc đưa vi khuẩn hoặc mầm bệnh vào ống tai. Không có gì nhỏ hơn khuỷu tay của bạn trong hầu hết các trường hợp. Cách tốt nhất để kiểm soát ráy tai là để yên. Không nên sử dụng tăm bông thường xuyên vì điều này có thể đẩy ráy tai trở lại ống tai. Lời khuyên lâu đời là đừng đặt bất cứ thứ gì nhỏ hơn khuỷu tay vào tai, nói cách khác đừng nhét bất cứ thứ gì vào đó. Một số phương pháp truyền thống, chẳng hạn như nhỏ dầu ô liu hoặc nến tai, cũng có thể có tác dụng phụ và không hữu ích. Nếu bạn có ráy tai hoặc các vấn đề liên quan đến thính giác, bác sĩ gia đình của bạn sẽ có một loạt các lựa chọn điều trị để hỗ trợ. Và cũng có thể hướng dẫn bạn đến dịch vụ y tế phù hợp nếu cần quản lý lâu dài hơn. Ban đầu, họ sẽ nhìn vào tai bạn bằng một dụng cụ đặc biệt, kính soi tai, và xem mức độ tắc nghẽn hoặc rối loạn chức năng. Trong khi đó, tai có một quá trình tự làm sạch tuyệt vời. Và chúng ta nên cố gắng hết sức để điều này diễn ra tự nhiên. Trong hầu hết các trường hợp, tai nghe là tốt nhưng vẫn có thể hữu ích nếu bạn để ý xem bạn đã đeo chúng trong bao lâu. Cuối cùng, hãy đảm bảo luôn giữ âm lượng ở mức an toàn. Chia sẻ hữu ích nhé!